không ngồi không chạy dài lắm đâu. Quả ra như vậy, tâm cái đặt lên vị trí càng che phủ. Nó dùng cái cỏ sập. Bác hốt nha. Không được, bác hốt mà. Để im không? Bác hốt không mệt. Đè xuống. Bày tứ tán rồi. Chỗ nào mà không dính á, chỗ nào thấy lỏng chỏng là do nãy mình quét keo á, quét không kỹ á. Rồi. Ngon lành. Sao giá trị hẳn 10 triệu. Đẹp chưa? Thấy đẹp không? Có đẹp. Sáng nay học được nghề mới. Rồi xong, ok. Đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh. Mấy sập theo bụi đi. Tạm về em đi cái